Vâng, như vậy là trận đấu giữa hai câu lạc bộ đã khép lại. Và bây giờ thì Vlog Olympic tranh thủ mang đến cho quý khán giả những hình ảnh mới nhất về hai đội bóng. Hôm nay thì Văn Lâm chưa ra sân, chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Scan mã Manto, trúng ngay quà xịn, xe máy điện thiết kế theo yêu cầu, iPhone 15, bộ OLED độc quyền và hơn 400.000 giải thưởng khác. Văn Lâm vừa bắt tay với Đức Việt. Hôm nay Đức Việt cũng thi đấu ở hiệp 2 trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai. Ở đây là huấn luyện viên Trần Tiến Đại, huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng, Lê Phước Tứ, Đình Luật. Các cầu thủ thanh niên thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay đã thi đấu rất nỗ lực và thậm chí đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước đại diện đến từ V-League. Thanh Thịnh hôm nay cũng đã thi đấu rất tích cực. Lê Ngọc Bảo, Đức Việt, Hữu Tuấn, trưa ngày hôm nay thì trong chương trình livestream thì mình cũng đã nhận được thông báo từ huấn luyện viên Trần Tiến Đại về việc là Đặng Văn Lâm gia nhập đội bóng, và ngay sau đó thì mình đã cập nhật thông tin ngay trong chương trình, cũng như là sau khi mà kết thúc cái livestream đó thì mình cũng đã có một đoạn clip để thông tin về sự việc, sự kiện này. Trong khi đó thì đây là câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đang dành thời gian để trao đổi với các cầu thủ. Lúc này các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai không thi đấu ngày hôm nay được yêu cầu ra tăng tốc, và ban quản lý sân ngay lập tức là yêu cầu là phải rời khỏi khu vực này vì để đảm bảo là dưỡng cho mặt sân tốt. Hoàng Anh Gia Lai xin phép là được thêm vài phút nữa, thôi thì lại chờ đợi thôi. Đèn trên sân cũng đã được tắt rồi. Quý khán giả đang theo dõi chương trình của mình, nếu yêu thích những hình ảnh clip bên lề như thế này thì có thể cho Dũng xin một like, share và subscribe cho kênh. Có rất nhiều những thông tin bóng đá bên lề, những thông tin bóng đá chân thực nhất được gửi đến quý khán giả qua các chương trình của Vlog Ngoài Được Biết, kênh Vlog duy nhất của bóng đá Việt Nam có thể đi tác nghiệp ở khắp mọi nơi và mang đến những thông tin thú vị nhất dành cho quý khán giả. Xin chào Văn Thuận nha. Ôi hay thế, tôi lên sóng luôn. Chúng ta có thể cùng nhìn qua lực lượng toàn sao của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh với những nhân tố có thể nói là đủ sức để thi đấu hay ở sân chơi hạng nhất V-League. bye bye em Bình à. Trọng Hóa, hello em. Trần Đình Minh Hoàng ngày hôm nay cũng đã có những tình huống cứu thua cho thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Thanh Bình, Trần Tài Đáo mình. Rồi cho khán giả xuống đi em ơi, cầu thủ vào em ơi, cho khán giả xuống đi vị trí ơi, không cho khán giả đi. Quốc Việt ngày hôm nay có pha gỡ hòa cho Hoàng Anh Gia Lai, nhưng cầu thủ đá hay nhất có lẽ vẫn là Maxiel.
Marcel ngày hôm nay đã có những đường truyền như đặc. Trời mưa rất lớn rồi. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành và huấn luyện viên Trần Tiến Đại đang trao đổi với nhau. Quay, Thành Nhân rực sáng luôn khi đèn tắt. Các cầu thủ còn lại của Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa chịu rời sân nữa, đợi bị đuổi. Ok nha Bảo Toàn. Văn Lợi hôm nay đã có những tình huống bay người cứu thua rất ấn tượng. Dạ. Coi chừng té anh, chân. Các thành viên hội cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai tràn xuống để chụp hình cùng huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Anh Huy. Lúc này thì mình sẽ di chuyển ra khu vực dành cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn đang khởi động ở bên này. Các bạn thi đấu ở hiệp 2 cũng như là các cầu thủ mà không thi đấu trận đấu ngày hôm nay thì sẽ phải tiếp tục làm nóng khởi động trước khi mà vào trong phòng thay đồ. Thành Đạt, Anh Tài vào sân ở hiệp 2. Duy Thắng, Hữu Phước đang trong giai đoạn bình phục chấn thương. Lý Đức ngày hôm nay cũng chỉ tập phục hồi. Cảnh Anh, A Hoàng, Minh Vương, Cao Hoàng Minh, Minh Hiếu, Bảo Duy, Văn Thắng, Minh Quyền. Tốt rồi Tài ơi. Go. Có một số khán giả thì có hỏi mình về đôi giày di chuyển của Hoàng Anh Gia Lai, thương hiệu Kamito, đôi màu xanh này đây. Đó thì đôi này có thể tập luyện thể thao, chạy bộ được. Với mức giá cũng khá hợp lý, 890.000 cho đôi giày này. Đến từ thương hiệu Kamito. Khán giả quan tâm thì có thể liên hệ với Vlog mà được biết qua số điện thoại 0909608754 để đặt hàng. Mình có đầy đủ ạ. Như vậy là theo lịch thì vào ngày 29 tháng 8 tới đây, sân Thống Nhất sẽ tổ chức trận đấu giữa câu lạc bộ Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định vào lúc 19 giờ. Còn trận đấu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ trên sân vận động quận 7. Sau khi kết thúc trận đấu đó thì cầu thủ hai đội sẽ di chuyển về sân Thống Nhất để xem trận Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định luôn. Rất là dễ nắm lịch. Minh Bình đẹp trai. Cũng hay ha, cũng thấy được ống kính ha. Cấp tình. Khủng khiếp. Quá khủng khiếp. Và
Vâng, vừa rồi là những hình ảnh rất là đầy đủ sau khi kết thúc trận đấu giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Về lâu ngoài đường pit, rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả đã dành cho các chương trình của mình. Như đã chia sẻ về lịch thi đấu vào ngày 29 tháng 8 thì vào lúc 16 giờ trên sân vận động quận 7, nơi đại bản doanh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ diễn ra trận được xem là chung kết giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Hai đội đang tạm thời chia sẻ nhau vị trí đầu bảng với 4 điểm giành được sau 2 lượt trận. Còn ở trên sân Thống Nhất, sau đó 3 giờ đồng hồ, tức là vào lúc 19 giờ ngày 29 tháng 8, câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định sẽ đối đầu với câu lạc bộ Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao lại có trận đấu diễn ra ngược như vậy? Lý do là câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định họ đã thi đấu 2 trận ở sân vận động quận 7, và theo như quy định thì họ sẽ phải xứng đáng được hưởng một trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất, và đó là lý do mà lịch đã có sự thay đổi. Quy Nhơn Bình Định đối đầu Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh trên sân vận động Thống Nhất vào lúc 19 giờ, và sau đó đến 21 giờ sẽ là lễ trao giải của giải bóng đá Cúp Tứ Hùng chứng khoán LVBank 2024. Vlog ngoài đường pit, rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho chương trình của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye. Scan mã Manto, trúng ngay quà xịn, xe máy điện thiết kế theo yêu cầu, iPhone 15, bộ lớp độc quyền và hơn 400.000 giải thưởng khác.